là nhà cung cấp độc quyền cho các nhãn hàng thực phẩm và đồ uống cao cấp đến từ các nước châu Âu, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Ân Nam đã tham gia triển lãm quốc tế về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng khách sạn và cung ứng dịch vụ Food and Hotel. Lần triển lãm này, Ân Nam mang đến các dòng sản phẩm nổi bật bao gồm Barilla Pasta, dầu ô liu Latino Bella, Mathieu Tese, nước uống Evian, Perrier và Lavi, bột Pop Red Mill, nước tương Kitcoman, bánh kẹo, đồ ăn sáng thịt thực vật Future Farm, rượu vang thuộc các công ty nổi tiếng như Antinori, Guinness, Chaboutier, Baron Philippe de Rothschild và nhiều sản phẩm khác thuộc các thương hiệu nổi tiếng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phân phối và tiếp thị thương hiệu quốc tế từ một cửa hàng bán lẻ thực phẩm và rượu cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Ân Nam đã phát triển nhanh chóng thành một tập đoàn với quy mô lớn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Dấu ấn quan trọng của Ân Nam và của Warehouse là chúng tôi muốn phân phối đến khách hàng nhiều loại sản phẩm, từ thực phẩm đóng gói như Costa đến đồ uống không cồn như Evian, Perrier, Tyson. Chúng tôi cũng có nhà máy sản xuất thực phẩm tươi sống của riêng mình. Chúng tôi cũng làm từ các sản phẩm địa phương để có thể mang thực phẩm địa phương cũng như rượu vang đến cho khách hàng. Chúng tôi là nhà phân phối duy nhất trên thị trường với danh mục rượu đa dạng. Điều đó cũng tạo nên sự độc đáo của chúng tôi trên thị trường. Với hơn 5.000 khách hàng trực tiếp là các nhà bán lẻ, bán sỉ, nhà hàng, khách sạn, nhà phân phối, cà phê, giúp cho hàng triệu người tiêu dùng được tiếp cận, thưởng thức các sản phẩm và dịch vụ cao cấp do Ân Nam mang đến. Đến nay, đơn vị đã trở thành nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu các sản phẩm thực phẩm, nước và rượu vang cho thị trường bán lẻ, bán sỉ và dịch vụ nhà hàng khách sạn, không chỉ tại Việt Nam mà còn các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Miến Điện. Hiểu rõ những mong đợi của khách hàng, định hướng trong tương lai, Ân Nam cam kết sẽ mang đến các dịch vụ và sản phẩm chất lượng hơn,